Chuyển sang thông tin về một số sản phẩm gây chú ý hiện nay. Thưa quý vị, ngay trước thời điểm công chiếu bộ phim Kẻ Cắp Mặt Trăng phần thứ 3, Nestle đã chính thức ra mắt sản phẩm bánh ngũ cốc ăn sáng, in hình các nhân vật như là Minions và Mr. Crew. Sự hài hước, tính nhân văn của từng nhân vật thể hiện qua bộ phim chính là những gì mà sản phẩm này mong muốn mang tới cho các khách hàng nhỏ tuổi. Bánh ngũ cốc ăn sáng Coco Crunch Milo và Honey Stars của Nestle ngay khi ra mắt đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các bé với hình ảnh những chú Minions đáng yêu và Mr. Crew khó tính được in trên bao bì vô cùng bắt mắt. Loại bánh ngũ cốc ăn sáng này được làm từ ngũ cốc nguyên cám. Đây là một phần quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng, phù hợp với lối sống hiện đại và giúp cho các bé có một khởi đầu tốt cho cả ngày năng động. Giá bán bánh ngũ cốc ăn sáng Nestle dao động từ 81.600 đồng đến 82.300 đồng một hộp và hiện được phân phối tại nhiều siêu thị đại lý trên toàn quốc. Đặc biệt, các khách hàng nhỏ tuổi có thể thoải mái xem phim miễn phí khi đổi hai vỏ hộp sản phẩm bánh ngũ cốc ăn sáng phiên bản mới, lấy một vé xem phim 2D tại cụm rạp CGV trên toàn quốc từ nay cho đến hết ngày 16 tháng 7.